Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tâm sự của nhà ngoại giao Ukraine khi rời Việt Nam. Ngày 10 tháng 7, bà Natalia, đại diện hay còn gọi là tham tán của Ukraine tại Việt Nam đã viết những lời chia tay với Việt Nam trên trang Facebook cá nhân của bà. Bài viết có tựa đề Tôi rời Hà Nội với một trái tim nặng trĩu, nói lên tâm sự của bà trong tư cách một nhà ngoại giao khi đất nước của bà đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Thưa các bạn thân mến, hôm qua là ngày cuối trong nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam. Tôi đang hướng đến Kyiv để đảm nhận một vị trí mới tại Bộ Ngoại giao Ukraine. Một phần bởi vì, với tư cách là một nhà ngoại giao, tôi đã không thành công trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng trong cuộc chiến mang rợ của Nga chống lại người Ukraine, không có chỗ giao dịch làm ăn như thường lệ với Nga và trong khi tên lửa của nga nhắm vào các bệnh viện nhi và bệnh viện phụ sản ở ukraine, thì bọn tội phạm chiến tranh nga được các quan chức cấp cao việt nam chào đón nồng nhiệt. và đây là hình tế trên trang facebook cá nhân của bà natalia. một phần khác như một người bình thường, tôi lo lắng về tương lai sống dưới những mối nguy hiểm và khó khăn của chiến tranh. nhưng có một phần lớn và rất quan trọng trong cuộc sống của tôi ở việt nam làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn đó là các bạn những người bạn mà tôi đã gặp trực tiếp và trên các mạng xã hội qua email và qua điện thoại trên đài phát thanh và trên truyền hình giữa những người sống ở các thành phố lớn và nhỏ ở việt nam và trong cộng đồng người việt trên toàn thế giới các bạn những người đã ở đó vì tôi và ukraine để giúp chúng tôi bảo vệ đất nước và con người của chúng tôi bằng mọi cách có thể những trải nghiệm và kỷ niệm tại việt nam sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi những bài học về lòng hiếu khách sự kiên trì và tinh thần đoàn kết của người dân việt nam sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và động lực để tôi cống hiến và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong tương lai xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng tình và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua tôi biết chắc rằng dù ở bất kỳ nơi nào tình cảm và sự gắn bó với người việt nam vẫn sẽ luôn đồng hành cùng tôi do công việc tiếp theo của tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực kinh tế tôi sẽ ít viết bằng tiếng Việt hơn về các sự kiện ở Ukraine. Mong các bạn tiếp tục theo dõi trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Và đây là hình bà Natalia. Những lời tâm sự của bà đã nhận được những phản hồi tích cực, những lời động viên của nhiều người Việt Nam yêu quý Ukraine và yêu quý hòa bình. Theo đó, nhà báo Nguyễn Thông động viên rằng, bạn hãy tin rằng những người dân Việt tự tế chứ không phải những kẻ cầm quyền, luôn ở bên và ủng hộ các bạn. Ukraine nhất định phải thắng, phải thắng, công lý, chính nghĩa sẽ thắng hung tàn. Nick Nam Nguyễn Đức Việt chia sẻ rằng, bạn đừng buồn, bạn đã rất thành công trong lòng những người Việt có lương tri. Và Nick Lauta, tức nhà văn Tạ Duy Anh, tỏ ra tiếc nối. Tiếc là không thể đến tiễn bà công sứ được. Xin thứ lỗi và chúc bà cùng gia đình may mắn, hạnh phúc. Chúc nhân dân Ukraine anh hùng luôn đoàn kết, sát cánh cùng với vị tổng thống vĩ đại, đánh đuổi bọn xâm lược tàn bạo ra khỏi bờ cõi. Nick Nguyễn Hữu Thao bày tỏ rằng, là một người Việt Nam, tôi cũng lấy làm buồn và xấu hổ về những xử sự, sự của ngoại giao Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam trong hơn 2 năm qua về cuộc chiến tranh xâm lược khủng bố của Putin và bè lũ. Tôi tin tưởng rằng dân tộc Ukraine anh hùng với sự giúp đỡ của bạn bè khắp năm châu bốn bể sẽ chiến thắng kẻ thù hung bạo mang rỡ nhất trong thế kỷ này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tâm sự của nhà ngoại giao Ukraine khi rời Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Giáo dục im lặng vì nếu đào sâu vũ thích chân quan thì còn gì là giáo dục. Ngày 10 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận vì sao Bộ Giáo dục im lặng sau 2 tuần yêu cầu Đại học luật Hà Nội báo cáo vụ thích chân quang. AFA nhắc lại việc ngày 25 tháng 6, Bộ Giáo dục hỏa tốc yêu cầu Trường Đại học luật Hà Nội phải gửi báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Kiệt, còn có pháp danh là thích chân quang. Báo cáo phải bao gồm cả quá trình nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và có bằng chứng kèm theo gửi về bộ trong ngày 26 tháng 6. Cho đến nay, đã gần nửa tháng trôi qua, kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo. Bộ Giáo dục chưa cho biết họ có nhận được báo cáo từ Đại học Luật Hà Nội hay chưa và cũng chưa thấy động thái hối thúc nào đối với trường này. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, trước đó dư luận dấy lên quá nhiều ý kiến, nghi ngờ về trường hợp ông Vương Tấn Kiệt lấy bằng tiến sĩ chỉ trong thời gian 2 năm 3 tháng. Chiều ngày 25 tháng 6, Trường Đại học Luật Hà Nội ra thông cáo báo chí cho rằng quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022 cho ông Việt đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Luật Hà Nội. AFA dẫn đánh giá của luật sư Lê Quốc Quân, từng là sinh viên Đại học Luật Hà Nội và cũng học chương trình thạc sĩ ở trường này cho rằng nhưng mà khi người ta càng đào sâu vào hơn nữa thì người ta càng phát hiện ra nhiều vấn đề, từ vấn đề về bằng bổ túc cấp 3 của ổng, rồi bằng đại học cử nhân hệ tại chức, cho nên trường đại học luật bây giờ chắc chắn bị đặt vào thế là hết sức bối rối. Bởi vì mình đã bảo vệ một cái mà thực chất là sai. AFA dẫn nhận định của một luật sư trong nước cho rằng Đại học luật Hà Nội đã không thực sự nghiêm túc khi ra thông cáo báo chí bởi không có lấy một người nào đứng ra chịu trách nhiệm ký tên, đóng dấu vào thông cáo đó. Thời hạn đã qua hai tuần rồi thì tại sao Đại học luật không trả lời? Có phải là họ đang phớt lờ đi cái yêu cầu của Bộ Giáo dục hay không? Hay là họ đang cho rằng cơ quan chủ quản của họ là bộ tư pháp nên họ không coi bộ giáo dục là cái gì cả. Họ không coi cái dư luận xã hội ra làm sao hết. Và đây là hình sư thích chân quang. Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng hiện nay không biết là Đại học luật Hà Nội đã gửi báo cáo hay chưa. Có thể bộ giáo dục đã nhận được báo cáo nhưng hai bên không cho truyền thông được biết. Hoặc là một báo cáo rất đầy đủ nhưng mà yêu cầu là không được truyền thông bởi vì vấn đề này nó phức tạp hơn nhiều, nó kéo nhiều cơ quan khác phải có trách nhiệm. Về trách nhiệm của Bộ Giáo dục trong sự việc lần này, vị luật sư giấu tên cho rằng bộ này không làm hết chức năng của mình nên đã không công khai hối thúc Đại học luật Hà Nội gửi báo cáo. Khả năng rất có thể xảy ra là Bộ Giáo dục biết được rằng đằng sau cái luận án tiến sĩ này là một quá trình nhập nhèm là những sai trái của Đại học luật Hà Nội. Vì kiểm tra chất lượng đầu vào của Đại học luật Hà Nội có thể có vấn đề. Bây giờ Bộ Giáo dục mà làm căng ra thì còn gì là giáo dục. Còn gì là chương trình đào tạo tiến sĩ, còn gì là cái bộ mặt của trường đại học hàng đầu đào tạo ra những con người cầm cân nảy mực có thể là lãnh đạo quốc gia sau này nữa. Vị luật sư còn cho rằng Bộ Giáo dục không muốn đẩy vụ việc này đi xa hơn vì còn liên quan đến Bộ Tư pháp mà bộ trưởng là ông Lê Thành Long vừa được cất nhắc lên ghế phó thủ tướng hồi tháng 6 năm 2024 làm căng chuyện thích chân quang thì có phải là ảnh hưởng đến Bộ Tư pháp, ảnh hưởng đến Phó Thủ tướng đương nhiệm không? Trách nhiệm Phó Thủ tướng với tư cách là người đứng đầu là gì? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Giáo dục im lặng vì nếu đào sâu vụ thích chân quang thì còn gì là giáo dục? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới